Rồi lên tiếp cho anh em một cái bộ bình xăng con cộng co xăng của Quỳ Thái 110, hàng zin tháo xe bãi Thái rồi nha anh em. Tình trạng là bình này nguyên zin hết tăng đa. Mình bán luôn bình xăng con như thế này. Anh em mua về vệ sinh súc rửa thay đồng chén xé ông tu lại xài ha. Tình trạng như hình nha. Trái ga này có lém nhẹ ha. Trái ga có lém nhẹ thôi. Trái ga zin hết tăng đa nha. Rồi, bình này thì mình bán full bộ bình bình xăng con là co luôn rồi, chỉ có giá 400 thôi nha anh em, 400. Hôm nay anh em mua cái co này không đã 100.000 hơn rồi. Hàng tháo xe bãi nha. Cái này chắc ở bển, nó nằm ở bãi, nó bị cháy xém thế này. Cái này về anh em xả ốc này ra thay bình thường. Nó xài chung tất cả các dòng bình xăng 110 là xài chung nhau hết nha anh em. Mình kiểm tra bên trong là đẹp, không một lũng nha. Giá rẻ cho anh em về làm lại xài nha. Full bộ bình xăng con Quỳ Thái 110, bình xăng là co xăng luôn, giá là 400 nha.